Đó là tại trong đó nó muốn ra, tại trong đó gì? Trong đó nó cũng chạy gọn đó. Thôi thôi thôi, thôi nó chạy chạy ai, thôi 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 nó đi, 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 đó rồi. Ôi trời ơi, làm cái vậy? Má cái đuôi ra nha, chạy ra cho nó bắt. Rồi rồi, hai đuôi, hai đuôi ngóc. Tay lỗ luôn trời ơi, lấy làm cái này, lấy làm nè. Cái gì, cái gì? Dữ lắm ơi cô tội. Dữ lắm. Dọn cái dọn ấy bông lưới đó chứ, cái dọn nhẹ nhẹ bông lưới chứ. Đây mấy anh em sẽ đuổi chuột bên đây đuổi qua các bạn. Hả? Tỏi đâu rồi? Ô chuột chà bá luôn, lội qua ra ngoài kia kìa. Kệ nó, rồi mình bao mà. Ôi ông rồi. Có mặt mẹ gì đâu ông ơi, tháng này. Ê, chết con đi. Để đâu rồi. Má cắn lộn cái đây nó ra nè, chạy nè trời ơi. Dùng hả anh? Rồi phụng bị chết cái gì kìa. Ôi, ôi, trời, nó bò qua kia luôn rồi kìa. Chuột bự bự không luôn á trời. Bự không kìa. Hai chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em cũng sắp xong cái phần tấn mùng tấn lưới các bạn. Giờ chuẩn bị chút xíu mấy anh em sẽ hành động đuổi chuột. Các bạn xem tiếp video nha. Đây nãy giờ thấy chuột khủng không các bạn. Rồi xe của khủng luôn Tùng ơi. Giờ của ông nội. Cái đó đâu gà, cái đó rồi. Cắt mình cắt chuột nó cắt cho nó bỏ một kéo ngang rồi. Kìa, nó tỉnh lại rồi. Này dữ lắm anh Tình ơi. Khủng long không à. Chuột bự bự không. Lộng này là cả 90% nè. Qua đây đi, đặt cái lộng đó đó. À, mấy cầu kiến lộng đang bắp giò, bắp giòi. Đâu vậy? Vô ấy, vô dấn gì? Ở giữa không ấy. Dạ. Rồi nó hầm xả còn gì bằng. Ai chơi tôi lấy, ai chơi tôi lấy. Chị trắng hiện con ký mấy, 2 ký. Trời. Lệch trời. Rồi, người ta muốn ăn 3 cái ốc cao của thằng đóng rồi giả bảo đóng chống ăn hàng hiếm luôn. Đằng kia bông chưa? Ô không vậy? Qua kia. Qua đây, qua đây người đứng đây. Ô không ai đây đằng kia kia chứ gì? Thấy không? Rồi. Phụng ở bển đi. Cho mà anh Tòng ở bển. Gà mấy chân kỹ chưa? Gà mấy chân xong rồi. Chị ra bên tay giữ được rồi. Chị kỹ nghe, gào lằn cực lắm á. Nó dữ lắm mà bọng này. Ôi cái bọng nó gì dữ vậy trời. Ê kìa kìa kìa, chạy qua nó kìa. Trước của tỏi chừng chụp cái của tỏi. Ồ. Quá trời, cái này có máy lại bơm nước cho nó chạy vô. Ờ cái đó bơm cái là nó chạy lắm. Tắt nước. Ra bữa cho nó vô bệnh bớt đi. Chạy đổ vô đây nè. Chửi ai Tùng, chửi vô là nó ra. Đầu mát đầu. Quỷ ra kìa. Chạy ra nó ra bao con bự không à. Nãy giờ cả chục con rồi. Còn nữa đó. Chết với chế nè. Đó đó đó. Ô quá quá. Ôi trời 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 trời. Cái máy lại bơm nước đổ đây mẹ đi. Bơm đây nó tràn về sao vậy bắt ăn cứt luôn. Cái sâu tấn lưới phải kỹ lưỡng nha. Rảnh không tay đọt cái cây luôn đi để leo luôn. Chuột này. Chuột này chuột leo nha chứ mà chuột. Vừa. Trời ơi trời. Đi cái chỗ. Ô chạy kìa.
Ừ, nãy chụp đây cũng ở cái lồng kia. Rồi chụp cây cối không đó. Chụp đi nhẹ đi. Thả nó đi hả? À. Còn dữ lắm á. Cái này mà bông, cái này mà bông cái lưới đây mà bắt cái cò. Cái tỏi, này bông cái lưới mà bơm ở đây không cũng gạo nữa nè. Bắt đây còn giữ hơn cái cục trà nãy nữa. Chơi rõ chưa? Qua buổi sáng khỏe. Ừ, qua đây mình bông lưới là khỏe đó. Bông lưới đây vậy đi vô gần chút phải báo. Còn lưới mà tại vì ở đây nó bị bịch quá. Làm chỗ nằm nữa kìa. Với buổi sáng kìa. Làm chỗ nằm nữa hả? Ừ. Khui gì sọt của nó à. Này đưa máy cắt vô ha, đẩy vô. Cắt không có nổi. Mai cắt thôi không cái này nó đâu á. Không đủ tiền sữa. Cây đủ mấy chục năm rồi vô biết lưỡi nó đâu. Hả thôi. Hả? Thôi rồi. Lên cây rồi. Chết à. Chết mẹ. Đủ mới làm gì sao nó dọn cho nó chấm cái thịt, dọn cho nó chấm lấy nã đi. Cho nó chấm đây. Tịnh chấm lấy nã đi Tịnh. Đi dọn nó chạy ngược lại nữa à. Khoan đi. Lên cây là đói luôn á. Mày bao lại cái đi ha. Đi ra lại con lưới ra, đưa ra đi cửa đó. Bao lại cái đi. Khoan. Bông bên đây cái đi, bông bên đây đi. Cây này ra cho nó chấm. Bữa hổm thì ba tay ná một lượt, không có con chuột. Bữa nay chuột nhóc chứ không có ná. Đó đâu. Rồi con cứ. Vậy là phải sửa lưới này lại. Để đi bỏ ra cho ta. Lưới nó để lên luôn được mà toàn ha. Ở đây là dữ lắm chuột luôn nha các bạn ơi. Nó nói chứ nó cũng leo nhiều con đâu. Trời 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 trong mấy góc cao nè ông nội ơi. Cái chừng chuột nó có ám nhiều góc cao này không ta? Đúng hả? Đi nó thấy không có chuyện. Lấy nãy ở đây nè. Bên khâu không chiến mà khâu không chiến lại trốn đâu vậy này, này có hơi đỉnh rồi nó không dám ra đâu không có hơi nó không dám ra đâu nó biết có ná thủ ra nó không dám ra lên là ná thở liền rồi ra khỏi khu vực này nó cho chuột vô lòng giữ ở cái lòng đựng chuột đâu lòng đựng chuột nói hai bà con chào bái bắt con nói luôn á tội coi đứng coi với coi chỗ cái đìa coi chừng nó hả nè rồi kìa 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 chia nhau đứng vòng vòng đi bắn cái kể nghe lên nha má ơi đừng bắn ngang ngang đưa đi dao ra dọn chơi chứ dao đó anh Tịnh hush hush tay bà út 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 ra bệnh được mệt lắm à hush đây bây giờ tiết mục căng nhất bây giờ là tiết mục đuổi chuột chuột như con heo vậy ông nội ơi giữ hơn mèo hồ của tỏi nè bên này chiến này bữa nay hết chạy mấy em khỏi chạy rồi ơi 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 nó phóng ra được nha đứng cái dòng lưới á đừng kệ cho mấy đi người đứng đừng cho nó kệ đi cho ông đứng bắn cạnh nó đi thuận trời nãy ông dọn cái gì trời ơi hai lòng đựng cho đủ lên đâu cái này đi rồi nó hết lên rồi đỉnh ơi đỉnh đi thẳng đi cầm nước đá đây luôn đá đây nè thôi chừng sập cái kia sập cái lưới ngoài ra trước miệng sửa lại luôn kéo ra á tùng động ổ mũi rồi trong này phải mũi rồi nhau vậy hả? Ôi. Bắt từ nào bắt luôn nha tội. Ấy dọn cái này cái này là dễ bắt của tội. Giờ nó chuẩn bị nó tung ngược lại rồi đó. Chết rồi vô kho báo luôn rồi. Một bọc luôn. Chuẩn bị nó túa lại giờ. Ô mũi chích. Cháu vào qua hả?
Cái đó giảm xuống được rồi. Giảm nó dục ra luôn, giảm hồi luôn, chạy rồi. Con bắn. Ê, từ ra Khải ơi. Con chuột bự nãy giờ nó luồn ra bên mép này hoài luôn á. Hôm nay thoát đường nào nữa bông luôn rồi, còn mẹ giờ nó ra. Vô lòng rồi. Vô rồi, có vô rồi. Quá rồi, quá rồi, mũi rồi, quá rồi. Ồ, bên kia kìa, mép bên kia chuột mới giữ kìa. Bên kia á, bên thừng á, mới giữ rồi, nó vô, vô gọ nhóc trơn rồi. Coi vô rồi. Vừa cắn lộn. Nó chuẩn bị nó tung ngược lại đẳng. Nghe thần qua đây đi, thần ơi dễ bắn rồi thần. Nói sao thấy ngày tầm quá vậy. Nói sao thấy ngày tầm. Ê thần, tránh cái thần. Đợi ngựa cái hồ, đợi hồ. Đây làm gì đi được. Bắt hồi thư lưới đó là đừng cho coi chân chân cái chân thở chân nha. Rồi đầm đầm lưới thở chân lưới. Chuột nãy chui ra không lọt đâu. Trúng rồi. Trúng hả? Cái dao để đâu? Cầm nó đứng ngoài đó đó. Thêm cái tiền lỗ luôn nè. Quá bự luôn, trời ơi trời. Mèn ơi, thứ này không. Đè xuống. Trời ơi. Rồi, chừng nào kêu là phải nằm xuống rồi. Mấy này bắt được con đầu tiên rồi các bạn ơi. Mệt lắm nghe các bạn ơi. Nó lội theo lên, nó lội ra tới đi. Ta trốn đi. Chuột đó không thấy là chết rồi ha, lên rõ ràng. Chuột này chuột chuột vườn chứ không phải là chuột ngoài ruộng vô nghe, bây giờ nó leo được. Từ 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 từ. Thành bắn nó vô đó đó, chỗ cái lỗ nãy. À, cái mũi luôn. Hai con ba. Chết trên tầm. Trời ơi, trời đây con trà bá chín luôn hả? Bắn trúng luôn hả? Hay quá. Lòng bên đó đó. Bự không? Anh Tùng không lầm. Nội khơi khơi nãy anh Tùng nó thọt không, bên kia chạy qua cũng cả chục rồi. Nãy con kia nó tỏi đất rồi ra. Ừ. Hả? Vô, chạy vô lại. Nó ém nó. Ồ kìa kìa, chạy qua đó nữa đó. Chạy qua đó nữa đó. Hay quá tỏi. Thảy vô trong nó luôn đi. Rồi đồ hình. Trên đó kìa, nó nhóc trên đó kìa. Bên thừng á, bên cái đường nước á. Hồi mắc hết lần thừng no mày đó. Trời nãy nghe Tùng nó thọt trong cái gốc cây không chạy vô đây hết một đống rồi đó. Học cái lỗ cây không đó mà vô đây một đống đó là biết đó. Ừ. Còn trong này là chưa tính nữa nè. Nãy ước tính là cả trăm con đó mà không biết sao. Kỹ nó nhận điểm đó đó. Nó hoài cho đó. Tủa ra đi. Nào ra dưới ra. Nó lúc này ra, nó không chạy luôn. Giải mày. Nó dưới đó. Đó, 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 đó. Thấy không? Cành chỗ lỗ nãy luôn á, cành chỗ đó nó lại đó hoài luôn. Nó cành, cành ngăn cái lỗ đó nó dính hoài vậy đó. Kìa nó chạy vô rồi. Chừng hồi vô này lòng không biết. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, 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 ê. Trời ơi, nó nhảy như mèo đi trời. Vô rồi, vô lòng. Quá trời nha các bạn ơi, tới khu vực khúc 90 nha. Dạ đúng rồi, dạ. Sao kỳ vậy? Trời. Vậy mà dính luôn hả? Đập chơi vô dính luôn hả? Trời ơi. Trời chuột bự lắm luôn. Chứ coi, anh dính luôn nữa mày có. Ủa sao nó ra được vậy cô tỏi? Nói đi, nó chạy đoạn lưới. Đoạn lưới. Trời. Xém nó uổng con chuột bự rồi trời. Hả? Ở cái cây này ghê quá vậy. Trọng lưới vô. Trọng cái lỗ vậy chị đó vô. Đâu? Đó cái lưới đó. Trời ơi, trọng vô. Trọng vô. Trời ơi, cãi này. Nguy hiểm quá vậy. Sao sao chặt sao để đầu nhọn lên trên không mới ghê quá vậy. Thôi chừng nghe mấy anh em ơi. Cái đó nhảy phóng bóng bắt chuột đó đó. Ừ, bệnh luôn.
ở dưới anh lấy cây xòm xòm dưới. Ở đây có lỗ nè, đây à, ở dưới đây nè. Em mới coi. Chút ngang mà con ơi, chút là đổ buồn lắm à. Ừ. Quá nó thổ, ô nó chạy nhóc chứ kìa. Dữ lắm luôn. Đứng ngay đầu đó. Không, nó chạy vô đó hết trơn à. Ôi bây giờ đuổi là tự động nó vô luôn à Tùng ơi. Quá trời luôn kìa. Ô quá trời luôn ơi. Vô tới nứt lọt luôn rồi. Trời ơi trời, nhóc chân trời. Chuyện này vô lọp nhóc luôn đó. Cái bên kia đuổi qua đi, bên này đuổi qua là nó chạy ra rồi đó, dễ bắt nữa. Nè đưa cái điện thoại cho nó cầm đó. Ờ đó, đó, hai con luôn. Ê đừng có chụp động đuối quá ngồi. Không ở đâu. Không ở lại đó không. Trời bữa nay đâu ba người điện trời. Điện ngay Trăng và Linh. Hồi trời nó ba bốn con luôn trời, nó chạy cặp quanh chuột chạy ghê luôn á. Đây trống á mình quay không có được mà lúc mà chuột chạy cho các bạn xem nó hơi bịch. Uổng. Rồi chuột chạy đúng là như gà rồi á. Chừng nó dội lại á có người sao chụp đi. Má. Trời chém luôn trời, để tầm này chứ ghê. Chém chuột. Để kỹ ngang lại. Ôi trời trời, nó tung một cái mà kêu là trống lầm luôn trời. Vô không? Vô, nó chạy một cái mà như tên bắn vậy á. Nó tưởng đâu là, tưởng đâu cái cục lầm ai nhà nó lũi đại cái vô luôn. Tốc độ cây số này. Bàn thờ. Ai nhờ đó là cái bẫy thôi. Ừ, tốc độ bàn thờ á trời. Ô. Dù dù dù. Để cái lợi dữ lắm á tội ơi. Dữ lắm á nha, nhiều lắm. Ô kìa 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 kìa. Tụt trà bá này coi. À cái lại không đâu rồi trời. Ngồi coi kìa. Đuổi ngoài đó đuổi vô, đuổi ngoài đó đuổi vô. Mày hả nhỏ? Nhỏ mà leo cây nữa. Nhỏ xíu à. Leo cây rồi nữa. Rồi vô rồi. Ủa cái này hồi cái lồng này lại con rinh không nổi nè. Chặt mấy cái dây thòng xuống đi. Không. Nó leo lên cây luôn chứ dây thòng gì. Mong mà chặt chặt cái anh bác luôn. Vô nha ơi, Tùng coi đi coi đi em chặt. Coi sao nghe cho nó tung được. Wow, cái cây. Không không không. Cái dao á. Dính qua ngay trái luôn á. Chạy qua đây nè. Sơ lưng sơ lưng. Hai bà con đây luôn. Kìa kìa. Kìa nhảy dưới lưới. Trời ơi. Con nào con nấy con nè muốn nói chuyện. Ê sơ lưng sơ lưng. Nhỏ. Đạp đó đạp đó. Ừ. Hay quá Tùng ơi. Chạy rồi. Chết trên tầm. Chết trên tầm. Chờ tới chân nha. Bạn thắng cái tầm đứng ở đây cái đi nè. Tầm đứng ở đây cái đi em chặt ngang đây cái là bắt đầu lên ra từ từ đi. Ờ trong đó đó nó em trong chỗ rồi tôi. Đó nó chạy kìa. Ôi vui quá trời quá trời từ từ nha. Nè nè nè. Nhìn chậm ra. Nhìn rồi đó. Không có cái trong lưới kìa. Hai ba con luôn kìa. Ôi ôi ôi. Từ từ nha. Ê từ 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 từ. Ôi quá trời các bạn ơi. Ấy da. Thôi bỏ dao ra thần. Đập đi, đập đi. Rồi bắt, bắt đi. Quắn đầu vô cái anh bắt. Xẻo rồi. Để rồi, đụng mấy cái ga, túa ga nó em đụng mới không thấy đường dạch luôn đó. Ừ. Trời. Để kể coi mấy tùm lưới lại coi, có cái lỗ hang nữa. Trời. Bắt vô lại đó. Nó ra đây ngồi nãy em theo cái này là. Quá trời các bạn ơi, cục này. Kìa, trượt leo cây kìa, leo cây kìa. Leo cây, leo cây. Lên cây kìa, gung 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 gung, cái anh bác nhỏ, ừ nhanh đó đó. À, vô thay thùng mới được. Ừ, nhanh đó, cô tỏi giật mạnh lại xuống rồi, giật mạnh, rồi, gói rồi, gói rồi. Dọn, dọn mấy cái nhánh. Hay quá. Cái này là không có em nào chạy được vô phương hết rồi. Quá trời chột các bạn ơi. Thì dạo em phải nghe. Rồi chừng nó tung ngược nghe, đó, đó. Đó. Ủa, rồi. Ở dưới đó đó thật. Hay lắm anh Tầm ơi. Bự bự không trời. Trời kìa kìa đó. Đó. Cũng lòng luôn. Bắt này ngon hơn bắt cá sấu không anh Tầm? Dễ ăn hơn bắt cá sấu. Cái này khó ăn hơn. Bắt cá sấu phải gìn gặp cái này chạy ra dứt. Có bắt hơn con cái rắn hôm qua. Thì từ từ cho nó đi vậy. Nó chạy tố bên kia giờ nè. Dao cây nó đâu thần? Không biết à. Mày kìa. Em đây cây à. Ừ. Dưới đó đó tụt nó, nó. Giờ nó em sát dưới rồi đó. Ấy ui.
chạy lên lưới. Bắt cái Khải. Bắt đàng hoàng. Kỳ Khải ơi, đè xuống Khải. Đè xuống mới bắt nó được. Đâu. Đó đó đó. Ấy. Nó đạp sao con chuột dính theo cái giò nó luôn, tưởng nó dính găng rồi chứ. Ồ, dưới đó bụng to ở dưới kìa, chuột bự không à. Đồ bên đây em thấy không? Bụng to ở dưới luôn, ở dưới này nè, con chuột trà bá nó chạy vô rồi. Ôi. Ồ, dưới này bụng to, dưới này em dưới này nè Tùng. Đó. Đó, đó, đó. Bởi vì nãy hỏi sao mắc chuột, đó dưới đó có nữa đó. Nghe cái giam nè. Thấy càng chặt nè Tùng. Ê, kỹ nha. Quá trời ơi. Chuột cứng gọi rồi. Trứng gò rồi. Cái tiền đồ hồi nó bãi cái đít đi luôn á. Tạm lắm luôn. Cắn bãi đít á. Đó đuổi chỗ nhà muốn bãi cục cua không? Nè đuổi đi. Cái này lấy cây cây thọt 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 không được nữa Tùng, khỏi vui Tùng. Vui mới được. Vui mới được. Thọt rồi nó ém luôn rồi. Tới chỗ ăn rồi. Chạy như gà đúng rồi. Đúng là chạy như gà. Dễ gắt quá ha. Ê tay Tùng ra máu gì Tùng? Nó chuột hả? Ê gọi đủ có bò đi nào con không ai trời. Mẹ ơi chuột cái bá trời. Bị kể ai bên khâu không chiến đâu. Còn dưới nhóc. Bên đây đất đối đất cái bánh rồi. Cục này nè. Em dưới này. Tao mà không chặt cái nhánh đó bỏ đi. Hồi nãy rồi. Ồ chặt gì nó không leo à. Đang chặt. Không dám lại em. Cái nhánh đó chặt bỏ đi. Trời ơi tay lên chặt bỏ đi. Chết cái này không chịu đi. Kìa. Đó cái tổ đi. Ê lên nữa kìa lại. Ui. Ui. Thôi bây giờ anh Tịnh lên cây đi Tịnh. Đâu rồi? Cây. Anh Tịnh lên cây ngồi đi. Leo trên cái nạn đó đó. Ủa ba chuột leo lên đó không? Nãy giờ người nào leo lên cây đó là nãy giờ là con không có con nào leo được chứ. Cây. Đẩy. Dưới giò mà Tùng ơi, chừng bạn dưới nè. Dưới này dữ lắm nè, nó còn ém như này nè. Dưới gì vừa, dây cắt ngắn nè. Đủ. Nè, ém này trời ơi. Kìa kìa thấy không? Kìa kìa. Ô, dưới nhóc con nè, mọi người. Trời. Thấy dạ, đúng lắm. Leo 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 leo. Leo leo leo. Trời chuột. Trời ơi chuột ai mèo. Trời. À chuột. Ôi được. Ôi ôi dốc đây. Nó dựng lên đó, lên nè. Má leo hết nổi luôn rồi kìa. Nó dựng được mấy chúng mấy thằng bắn. Ừ, đi con ra, đi con ra. Ba nam bắn ná kỹ kỹ nhau. Đâu vậy? Bươi đó lên. Ngáy má ơi. Bây đâu nha, đứt cái đó. Ở dưới này có chân con nữa nè. Cái gốc này đỉnh, cái gốc này nó chui ra. Dưới này chân con. Từ từ đi. Ôi trời nó ém nó hay trời. Nó ngập dưới nước vậy nó không phải. Nó dưới nước luôn á. Em được mà. Không, nó ném dưới nước mà. Để cho nghe. Ôi mèn ơi. Em có ớt kìa. Đồ. Hay quá vậy anh Tùng. Chụp lia. Cửa tỏi này chỉ là xì thôi. Kệ 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 tông 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 tông. Từ từ. Từ từ thôi nghe cái cây đó nhọn nhọn lắm nghe. Quá trời. Đá Khải. Dính này kìa. Dính nè. Má nó cái chuột bự lên vô kìa. Còn dùng nóc. Con nào nãy hết biết rồi. Quá từ từ thôi, từ từ thôi. Ê ê ê. Quá trời vô. Làm cái gì? Đó rồi. Đó đó đó, đè luôn. Từ từ luôn. Sao lưng nè, sao lưng nè. Này bắt đã tay luôn ha. Má còn mới bên kia nữa, lẽ bắt nữa. Tịnh ơi coi coi đồ cái đứt coi. Nó có tọt ra không nghe trời. Nó cái bọng kìa của tôi. Cái bọng trong đó kìa của tôi. Cái bọng cái lỗ nó kìa nhóc chồng kìa. Cho nó lốp trên hết đi rồi lốp. Trồng cây gốc cây Bình Bác đó chuột nhóc luôn á. Gốc bác này nãy chui ra nhóc. Có lỗ, nó có cái hàng. Nó lú đầu ra ngoài. Dính luôn đó hả? Trời ơi chuột kìa. Lâu ra lên đi ai. Trời ơi trời. Chuột kìa. Chuột hay mèo vậy? Ê ê ê ê. Chấp chấp chấp. Chấp. Thôi vô luôn rồi, vô nữa rồi, vô nữa rồi. Ok con đi tỏi. Đó. Tỏi. Đây đây. Đó. Rồi chứ không. Đi đó rồi. Quá trời bữa nay. Quay thì không có thấy được chuột nhiều các bạn, tại nó hơi bịch. Vô rồi. Để vô rồi. Vô. Vô hết rồi. Vô dữ lắm, trông cứng lòng luôn rồi. 100 con. Ấy quá nó tùng rồi. Ôi vô rồi, hay quá. Chuột. Chuột này khôn quá ha. Cái ảnh kìa. Ảnh kìa tùng trong lỗ đó kìa tùng. Đó nè. Chừng trắng tươi đó. Quá vô rồi. À, dưới này thì nó còn hút vô đồ cái ghe dẫn rồi kìa. Công nhận nãy mấy chuột bự nó ém dưới hay thiệt chứ. Tụng bơi lên cái hai ba con dưới.
Mấy anh chỗ này có huấn luyện rồi nè. Bắn luôn kìa. Ờ cái đó bắn dây không, bắn dây không cũng chết rồi khỏi ná. Nhập cửa. Nó. Ồ dưới này nè. Dưới này nó tọt lên trời. Đó, lát đi. Để qua chỗ nữa. Dưới nước đó Tùng ơi, ở đây không có đâu Tùng. Dưới nước mẹ, dưới nước. Ừ đó đó. Cái con này huấn luyện rồi hết rồi. Thôi là nó vô mà được. Tiếp bê không? Cái này đi không ai dặn chỗ ở dần hơn. Lấy dầu vô cải ơi. Mình có thảy thôi. Phụng lấy tay hứng nha. Có đâu Tụng, ở trong này không có đâu. Ném dưới nước. Chặt chặt ra tay đi. Tại gà chỗ trong đó nó muốn ra không được kìa. Nó đầy trong đó gì rồi đó. Trong đó nó cũng đầy gọi trong đó rồi đó. Ờ khỏi đó cho chạy ra ai khỏi. Ờ khỏi đó đó. Đi đi, em rồi. Có rồi. Thượng đó đó Phụng. Trời ơi trời ơi. Không làm nữa vậy. Có hai cái đuôi sao vậy. Chạy ra cho nó mệt. Rồi. Anh ơi gặp uống. Tay lỗ luôn kìa. Lấy lầm nè. 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 Chắc giờ bởi vì nãy lú bên kia đó. Chứ không? Gọn nha, dọn mấy cái dây mây đó cho gọn lại cái Tùng. Chết nhỏ luôn, nhỏ xíu mà đập cả đó rồi. Trời nãy 4-5 đuôi phải, nãy lắp cái chỗ đó không là Phụng nó bắt đã tay chỗ này luôn rồi. Đuôi mà nó lú làng nữa chứ. Đầy lòng. Cứng lòng luôn. Cứng lòng luôn. Yếu cái gì nó dám leo cây. Mở ra luôn đi, mở cái này ra luôn đi. Kệ đây, kệ đây. Từ từ đấy ngồi. Trời ơi, này các bạn ơi. Ôi nè. Ôi, đầy lòng luôn. Đầy lòng chuột luôn rồi. Ớt ra kìa. Rồi, dạ thì khúc này tới thôi bạn nghĩ đó. Thôi còn nữa nghe, còn ém nha. Còn. Khúc này dần còn nè. Hết rồi. Khỏi khỏi cái cây đó coi nó còn ém không, khỏi bự. Hết rồi nè. Đâu rồi. Thôi trời. Ê cái hả? Đục rồi mấy con. Đèn rồi nè. Cắn đó, đồ đạp nó cắn đó. Con kìa, kìa, con nhỏ kìa. Thôi đó đó. Chê nữa gì. Phải còn nghe, trong này con nè. Trận cục này còn nè, ở dưới này nè. Cái này cũng chuột vậy. Chuột chú nuôi vậy chú, giữ gì. Đỉnh hả, vậy là đỉnh nuôi vậy, con nào nấy bằng đỉnh vậy. Đỉnh nó làm, nó chắc trà đó. Thanh thanh thần bạo lực quá. Bắt nhẹ nhẹ em nó. Em hút không mày làm mắm tái hết trời. Ngày mê luôn. Quá trời. Dạ. Rồi, clip đến đây xin kết thúc. Quá trời, rồi ai ghim cái thùng ghim nổi chỗ. Coi coi mấy gì vậy đây cái coi. Má con ớt luôn. Bự đây nè, bự bự dưới này. Ớt chừng 5 kg luôn. Cái này bọng to to nha. Đó, đó, bả đó. Nè, đó cái lỗ kìa. Cà chuẩn bị chuột chạy nè. Ê, dưới đây còn bọng nữa. Có bọng đó, đó, đó có lỗ kìa, tôm hút kìa. Bọng ở trong này lắm. Bọng ở nha. Khám phá chỗ này coi các bạn coi thế nào, thấy bọng lắm nha các bạn. Ôi nhích nhích gì phải không? Tự đứng sớm, sớm chừng sớm chừng cái tai á. Nó
hết rồi, hết rồi. Ừ, chỗ ông thần còn thôi đó, chỗ đó thấy bọng tuốt ở dưới đó, nó chỗ bắt vừa có ăn á, thôi tha đi, để đi không, vừa không có vô được con nào để cho nó xanh đẻ rồi chứ. Thế này ui rồi, sổ số rồi ơi, quá trời đấy nè, sổ số mở này ra rồi, sổ số đặc biệt các bạn ơi, mở nha. Trời ơi, công sức mấy anh em nãy giờ cũng quá cực kỳ, bây giờ nè xúc cái đít nè, lên lên giỏ lên xúc cái đít lại luôn, nghe ra kìa. Ginh người nó nở đâu. Đồ má đưa tay vô ginh nó đẩy một cái làm má nhìn hết da luôn á. Nó vô nó cắn nhau cái con chó. Ôi quá trời, quá trời. Đẩy nó nằm ngang á, nằm dưới. Ừ đó, đó, trời 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 trời. Trời 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 trời. Quá trời các bạn ơi, chuột bự không à. Bữa nay bắt chuột khô gan trời. Trộm lại. Quá wow, cái lồng nó đổ vô đầy lồng luôn rồi. Má chuột mẹ không à. Chuột này chuột nuôi không chứ nữa. Bành bành không. Còn cái anh đem cái lỗ đi. Wow. Cái lồng nữa kìa, hai lồng luôn kìa. Ôi, cái hai lồng luôn kìa. Này bỏ vô lồng cơm, lồng chắc đầy luôn. Quải nó đưa cái găng ra lại dứt cái đít mày đó. Đừng có quải. Lấy dao cái gì hết nè. Hai cái dao. Dao đó nè. Kiểm tra lại coi cái thùng bình nước nữa. Cái kéo nữa. Hồi sáng ăn hầm mấy anh chim. Ờ à, gửi tỏi mồi nè, phải mồi gửi tỏi. Chết mấy anh chim. Con hết rồi. Trong đó nó chết queo rồi. Đi ăn này đi cho khỏe nè, lấy thùng nước kìa. À thùng nước rồi. Tao cũng nuôi nó mớ đụng này thấy. Làm gì chân? Đứng trong nè, cầm chuột để ngang nè, hai người rinh kìa. Gửi tỏi bợ ngang gửi tỏi. Tụng. Tụng vô đó hình Tụng ơi. Kéo chỗ ấy á. Chỗ rồi, có rồi. Có rồi. Nè nè. Chạy cái này. Rồi lên nè. Xác vô ơi. Vô 1 2 3 cười. À, chuột nãy rồi. Ồ quá các bạn ơi. Cái này hồi nãy có coi không? Ủa hàng nó tương tác quá trời chuột ơi các bạn ơi. Nó thông ra đường đó. Nó bự quá chừng ra lỗ đó không lọt. Nó tính vô nó ra lỗ đó. Lòng cho khủng bố luôn. Hả? Đây rồi. Đây bây giờ về các bạn ơi, về chế biến. Thiệt có đồ nướng mà để nướng tới mà khô ra khô khắp rồi là. Quá wow, các bạn ơi, nứt cái lỗ mũi rồi. 28, 28, 29 cắt ngay đi tập rồi. Ba nó bữa thứ hai đi. Lấy kéo thầy.